Ngân hàng Thế giới World Bank dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2016 chỉ khoảng 6%. Đây là lần thứ hai trong năm nay World Bank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trong 3 quý đầu năm 2016, tăng trưởng kinh tế giảm nhẹ do nông nghiệp bị hạn hán nặng nề và tăng trưởng công nghiệp sụt giảm. Nhưng ổn định kinh tế vĩ mô vẫn được duy trì và sức ép lạm phát không đáng kể. Tuy nhiên, WB cho rằng tăng trưởng sẽ trở lại mức 6,3% trong năm 2017. Theo WB dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay khoảng 6% là dựa vào số liệu cập nhật đến tháng 7 2016, nhưng chất lượng tăng trưởng mới là quan trọng, thay vì chỉ chú trọng vào con số và đưa ra các biện pháp kích thích ngắn hạn. Nhìn chung WB cho rằng tăng trưởng của Việt Nam dự kiến vẫn duy trì tốt trong 3 năm tới. Tuy nhiên, ông Suh Hyeseti, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Đông Á Thái Bình Dương của WB cho rằng các nước trong khu vực vẫn phải đối mặt với các rủi ro đáng kể thắt chặt đột ngột thị trường tài chính toàn cầu tăng trưởng thế giới tiếp tục suy giảm hoặc tăng trưởng trung quốc giảm tốc nhanh hơn dự đoán sẽ đều đặt các nước trong khu vực trước thử thách những yếu tố bất định này càng làm cho các nhà hoạch định chính sách phải quan tâm hơn đến thu hẹp tình trạng mất cân đối tài chính và tài khoá đã tích tụ một số năm qua